nó trời ơi trời, sống đi nổi không, còn có cái tâm hồn cũng trái nữa. Tôi nghèo tôi khổ, cứ tìm trai nhà tôi hoài vậy trời ơi trời, sống gì nổi không. Buổi chiều này trái năm sáu lần đầu của cái đâu mà còn. Dạ Mạnh kính chào cô chú, thì buổi tối nay Mạnh sẽ ở đây xem thử cái buổi tối có cháy không cô chú. Thì Mạnh nghe là buổi tối cháy nhiều lắm. Vì đó giờ Mạnh đang có mặt tại buổi tối nhà của ngôi nhà mà thường xuyên mà bốc cháy hoài cô chú. À, bây giờ buổi tối nè, giờ này là gần 8 giờ đó cô chú. Cháy củi luôn hả? Cháy đây đây hả? Nãy mới gì Mạnh vừa đi về tắm đó cô chú. Rồi đây cô chú thấy nè, đó nãy tôi gửi cho ông này nè, đó mới vừa cháy, cháy củi nãy nè, đó nè cái khu video tôi quay lại nè. Không, mình chưa tắm đó, hồi chưa ăn cơm là cháy cái tôi gửi cho ông rồi đó. Đây thì nhà có gửi một lon cho mình, thì cái chú mình sẽ cháy củi đó, cháy cái củi này luôn cô. Rồi, ăn cháy củi luôn, đang ăn cơm mấy người nè, ngồi ngã cháy nội nó thấy khói. Rồi nó kêu nội ơi, nhà dưới cháy dữ lắm rồi. Ủa mà cháy bụng bừng luôn. Rồi cả nhà coi. À, cũng thấy người ta vậy rồi cũng thử thách người ta 8 tháng nay cũng ta cũng đau khổ lắm rồi. Không làm ăn gì được hết. Thì hôm ta ăn gạo nấu mà con nước ngon cho nước hết rồi. Đến quan hồn. Còn bây giờ quan gia cái chủ á. Bây giờ tha thứ đi. Ai làm mấy chịu đi. Đừng bắt hết cả nhà chịu. Bây giờ tôi nguyện đó tôi xin phúc mặt đây nè, lâm thần hộ pháp đây nè, đất đai thổ địa đây nè, lâm thần quản cuộc, chú tướng thiên lâm, chú tướng thiên lâm, lâm thần quản cuộc. Giờ là Mạnh đang canh nè cô chú anh chị, đang canh ngay trước nhà luôn, thử coi bốc cháy không. Ôi cháy 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 cháy. Cháy sông lưng vậy. Ôi ôi ôi. Có ai thấy đâu? Ôi. Cháy cái mền, dập đi cháy mền. Ôi, ôi, cháy nè cô chú. Dập đi cháy cái mền luôn đã. Đập đi chơi. Hết mền đắp rồi. Hết mền đắp luôn hả cô? Còn cái cuối cùng. Còn cái này nè. Không dập là táo khô đắp luôn. Cháy cái mền luôn hết trơn. Mền đắp rồi, sắp mấy cái hết rồi. Đang ngồi sao mà biết được, cái này nó cháy đâu phải như cái kia mà biết được. Nóng không? Không, do là mấy đứa không để ý, nó cháy ở trong cháy ra mà. Hết mà đắp luôn hả cô Nam? Hết rồi. Trời ơi. Nó cũng bán đồ nè, cho cái mền nè, nãy giờ chưa dám lấy ra tính lỗi nè. Mấy đem này gửi cho cô, để ở đây tối. Cháy luôn á quý chú anh chị. Giờ cô Năm bối rối luôn. Cái mền cháy hết rồi, còn có một cái này nè. Cô dạch ra con coi cô Năm. Cái này để con hấp bắt bắt hạ thường đêm. Nè nó cháy nè. Trời ơi nè, cháy quéo hết trơn nè. Mới đây cháy lủng lộp. Ừ, dính rồi luôn. Ngộ ta. Ớn trời. Tự bốc cháy rồi. Nếu mà để im á là nó sẽ ra cái tàn nó giấy gì đó. Ủa cái mà nó vừa luôn á, nó vừa luôn. Một chiếc cháy tới tao là một cái ống. Một hết luôn cái này. Giống như là nó rượu. Nóng quá hả à, con Nông? Đang trời ơi trời, sống đi nổi không? Còn có cái tâm hồn cũng trái nữa. Tôi nghèo tôi khổ, cứ tìm trai nhà tôi hoài vậy trời ơi trời, sống đi nổi không? Buổi chiều này trái năm sáu lần đầu của cái đâu mà còn.
Mẹ trái không? Có cái tấm mền nào để đắp chồng nữa mà giờ trái nữa là xong như nổi luôn. Tôi nghèo tôi có, tôi đi lượm từ cái chai tôi mua một mô mền cho con cháu tôi đắp mà nè chai hết. Xong ở đây làm gì? Đi tới đầu chai tôi đó, đi tới đầu chai tôi đó. Ngồi ăn cơm cùng ăn yên. Chai quần áo tôi chai mất xong gì? Tử dẫn chết xương ăn xong. Sự thật thì ở đây mình không biết được cái vấn đề nguyên do như thế nào nhưng mà sao tự nhiên cái đồ lửa kêu giọng yêu mà ngồi ôm tâm mệt mày cũng đi nghêu ngao cháy hết rồi mày lấy gì mày đắp. Tự bốc cháy luôn đó cô chú, đang mấy nhỏ đang nằm ở đây tự bốc cháy, đang ngồi bấm hội chơi bốc cháy không hay luôn, nhờ có anh kia anh la lên. Anh không la lên chứ không hay luôn. Quá nguy hiểm luôn. Bởi vì sau này dám ngủ được đây. Ngủ mà đắp mền mà cháy một cái thì mệt nữa. Đâu có biết được. Là ngủ mà dân mừng nguy hiểm lắm đó nha. Cháy rồi ba cái anh. Người ngủ. Tôi bệnh á. Tôi dám mua dân thuốc uống. Lợn mũ bán dính dính ra mua cái mùng cái mền. Sự bây giờ không biết cái nguyên nhân nó nằm đâu đúng cô chú. Ngày vậy đó mà mấy chú qua tối ngày ăn có nửa chén cơm nuốt không nổi. Cứ bốc cháy hoài luôn. Cứ cháy hoài vậy đó. Mùng mền vậy bởi vì tối sao mà. Sợ mấy nhỏ không mừng không áo bần. Đâu có ngủ ngơi gì được cô chú anh chị. Nó đang mấy nhỏ đang chơi mà nằm mà nó bốc cháy vậy đó. Giờ đâu có biết đường đâu mình mò đây. Chiều mình ăn cơm ở dưới cháy ngay cái bờ cụ bị củi luôn. Cơm đây nè, không hai nữa nhỏ này nè. Nó lợi đó kiếm gì ăn đó. Nó nói bà nội dưới cháy dữ lắm rồi mới buông chén cơm xuống chạy để chữa đó. Tới mà ăn bữa cơm không được yên, phải bỏ cơm mà đi đồ này được kia đi. Đó kêu mấy chú thay đó. Trong nhà này cháy quá phải vừa mấy nhỏ nằm cặp đó, đó rồi mưa vậy đó còn ngủ đâu. Về một cái gạo cái muối cái nước rồi giờ bên thay nhà này ấy ổng từ thiên năm nào ổng cũng cúng dược lề cho mấy ông. Còn này bà ngoại rồi rõ hơn rồi ngoại nội chừng té, chừng té anh. Lạnh chừng không té đâu. Chị biết không? Bởi vì giái chú quan gia tế chủ đó đó chị. Đó chết.
không đồng hai được, cái lẫn 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 lẫn. Đi cứu dân được thế chứ tôi không phải là gì hết. Nhưng mà tôi thấy cái này là đúng ra thật sự là gia đình trong gia chủ có một người đứng ra có lỗi cái gì với người ta đây nè. Lụm lấy gì của người ta đây nè. Người này tham quan là bị cháy. À, quan trọng bây giờ là cô Năm đi lụm ve chai. Thầy không có ai lụm cái gì, có nhà tu mất thì có. Không. Sợ những khi lụm ve chai lụm trúng đồ gì không? Không. Cô để đây chút xíu nha. Bây giờ thầy các quan gia tới chủ, quan hồng tới chủ ha. Bây giờ là phức mặt phức mài ha, đỡ cho tôi nói chuyện đi. Là cầu xin cho một cái gia đình này cho nó yên ổn đi. Tự gì duyên gian âm phủ đồng nhất lý. Mấy ông, mấy bà có chết qua rồi, có siêu thoát qua rồi. Mà cái này lâu rồi chứ không phải mới đây. Mà từ cái đợt đó là xong về một tháng sau là bị luôn đó. Bị nó lem tới hoài luôn. Bởi vì cái này không phải là nói là con à, cô nói như vậy đó ha, con tự tâm sám hối đi, đừng để con nói rõ nữa. Có làm gì đâu thằng tâm sám hối vậy. Áo vô thị TV. Con không có ăn cắp ăn trộm, nhưng mà con lỡ một cái gì với cái người chết. Rồi bé tới đây vào biểu coi. Bé tới đây bà biểu coi. Nó cũng chẳng cái sự bệnh đau thương ta đây. Còn muốn mà cái người đó đó, muốn cho cái người đó hiện thân ra biết đó, thì tự cho người ta biết đi. Cái người đó người ta có làm lỗi cái gì cho người ta biết đi. Cái này là cái nhà vô tội. Trong cái nhà những vô tội, từ lớn đến nhỏ vô tội, mà chỉ có một người làm thôi, mà làm các thứ trong gia đình chịu hết, cái quần cái áo rồi kia rồi không phải làm ăn được. Coi trong phòng cái áo có không ta? Có. Có cái quần đây. Thì đang bốc mùi nữa là cô chú. Cái